tiết mục tặng hoa cũng như lì xì cho các cháu đã được chấm dứt, xin mời các chị trở về chỗ ngồi. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của dân biểu tại Đức Chí. Chúng tôi rất hân hạnh xin mời dân biểu tại Đức Chí lên phát biểu ý kiến cũng như chào mừng quý vị đồng hương Bạc Liêu. Xin kính chào. Cảm ơn anh. Kính thưa tất cả quý vị trường thượng và đặc biệt quý vị đồng hương Bạc Liêu, ba của chúng tôi cũng sinh ra tại Bạc Liêu, tại làng Hà Thịnh Bạc Liêu, và sau đó trong thập niên 40 đó, thì khi mà Việt Minh đốt làng Hòa Bình Bạc Liêu thì ba của chúng tôi phải cùng giữ lại gia đình ông nội lên Cần Thơ để lập nghiệp, rồi sau đó thì mới xây dựng nên cái đồng hát Tây Đô Cần Thơ, đó là của gia đình bên nội. Thật ra trong những thời gian vừa qua chúng tôi rất là cảm ơn hội ái hữu Bạc Liêu, mỗi khi mà có những sinh hoạt thì cho chúng tôi biết, chúng tôi rất là vinh dự được tham dự với là hội ái hữu Bạc Liêu, và chúng ta thấy được hôm nay cái sự tham dự rất là đông. Chúng tôi phải nói là rất là cảm ơn cái sự thương yêu cũng như là chân tình của hội đồng hương Bạc Liêu đã dành cho chúng tôi trong rất nhiều năm vừa qua phục vụ cộng đồng. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin kính chúc tất cả quý đồng hương, các bậc trường thượng, quý ông bà anh chị em một năm mới thật an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và cái quan trọng hơn hết đó là chúng tôi xin chúc tất cả quý vị thật là vui vẻ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Văn phòng của chúng tôi cũng xin được vinh danh cũng như là ghi nhận một số vị trong ban chấp hành của hội ái hữu Bạc Liêu. Xin cảm ơn dân biểu tại Đức Chí. Dân biểu tại Đức Chí là một cái nhân vật hiện giờ là rất là bận rộn, nhưng mà lúc nào dân biểu cũng dành cái thời gian đến với họ nhà chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn dân biểu tại Đức Chí. Kính thưa quý vị, dân biểu tại Đức Chí là một niềm hãnh diện cho người dân Bạc Liêu chúng ta nói riêng, và cũng như là một niềm hãnh diện cho người Việt hải ngoại nói chung. Trước thềm năm mới, xin kính chúc dân biểu tại Đức Chí và phu nhân dược sĩ Đoàn Quý Anh cũng như gia đình một năm mới an khang thịnh vượng. Riêng về cái công danh sự nghiệp của chúng dân biểu tại Đức Chí, chúng tôi xin kính chúc con đường công danh sự nghiệp của dân biểu tại Đức Chí sẽ tiến xa và tiến thật xa hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây xin mời hội trưởng Mã